chào tất cả các bác nhá. Em nhìn lớp đường cáp điện này, các bác vào xem cho xin một like và đăng ký nhá. Đi làm mà mưa gió chán quá các bác, đi làm vất vả, cộng với cả mưa chả có việc làm chán lắm. Cứ buổi làm buổi gì làm buổi gì buổi. Bắt đầu vào mùa mưa rồi, máy xúc để chơi dài mồm rồi. Mưa gió này em máy xúc để chơi dài rồi. Quên bắt một bắt đao rồi.
dây cảnh báo ở dưới cam bây giờ. Đào mà bấm vào cái dây cảnh báo đấy là hơi mệt người các bạn. Nhẹ làm sao nó mà vào được bốn nước kia thì hết hơi. Theo em là tầm 5 phút nữa lại có tiếp tục mưa. Trời đẹp xê rồi. Đang chưa đến 5 phút nữa đâu, nó mưa rồi ấy.